Những hoạt động đáng chú ý của Jennie Blackpink hậu tin đồn rời YG. Jennie có nhiều hoạt động nổi bật sau khi bị dư luận phản ứng tiêu cực cũng như thông tin lập công ty rời YG xôn xao thời gian vừa qua. Mới đây, truyền thông Hàn Quốc bất ngờ đăng tải tin tức MC quốc dân Ju Jae-suk sẽ hợp tác với Jennie Blackpink, hai nam diễn viên Lee Jong-ha và Cha Tae-hyun trong một chương trình tạp kỹ mới. Theo đó, đây là bốn cái tên đầu tiên nằm trong đội hình tham gia chương trình tạp kỹ mới của đài TVN có tựa đề là Căn hộ 404. Đáp lại thông tin thì nhà đài thông báo đúng là Jennie và Lee Jong-ha đã được xác nhận sẽ xuất hiện trên căn hộ 404. Chi tiết phát sóng vẫn chưa được quyết định. Theo TVN, đội ngũ sản xuất căn hộ 404 vẫn đang tiếp tục tuyển khách mời, dự kiến phát sóng vào đầu năm 2024. Tin tức này ngay lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng bởi đây là lần đầu tiên Jennie tham gia một show tạp kỹ kể từ năm 2019. Ngoài ra, thì Jennie đã phát hành ca khúc solo You and Me vào ngày 6 tháng 10 vừa qua. Đây là ca khúc cô đã biểu diễn trong chuyến lưu diễn toàn cầu Born Pink suốt một năm qua. Single đặc biệt You and Me của Jennie đã đứng đầu bảng xếp hạng bài hát iTunes tại 53 quốc gia và vùng lãnh thổ đầy ấn tượng. Ngoài việc đứng đầu nhiều bảng xếp hạng bài hát iTunes trên toàn cầu, You and Me còn đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước ngay khi phát hành, đồng thời vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng các bản phát hành mới theo thời gian thực của Melon. Jennie gần đây là cái tên thu hút nhiều sự chú ý khi tham dự show diễn Chanel của nhà mốt đình đám, được tổ chức trong khuôn khổ tuần lễ thời trang Paris. Trong show thời trang, không chỉ ngoại hình của nữ thần tượng K-pop được chú ý mà cả những tương tác của cô nàng với các ngôi sao hạng A khác đã thu hút sự quan tâm và bàn tán không nhỏ của công chúng. Trong số những người nổi tiếng có mặt vào hôm đó, mối quan hệ của Jennie với Usher đang nhận được nhiều sự chú ý nhất. Trước đó thì Usher còn chắc chắn khẳng định với truyền thông rằng sẽ tham dự buổi hòa nhạc của Blackpink khi các cô gái biểu diễn ở Atlanta vào tháng 11 năm ngoái, chứng minh bản thân là một Blink đầy trung thành. Theo đó thì có thông tin Usher sẽ mời Jennie tham gia cùng anh ấy trên sân khấu cho âm nhạc lớn nhất thế giới, Super Bowl Halftime Show vào năm 2024. Usher được công bố là nghệ sĩ chính của Super Bowl Halftime Show 2024 sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 2 năm sau tại sân vận động Arsenal ở Las Vegas. Trước đó thì Jennie nhận những phản ứng tiêu cực từ dư luận khi cô xuất hiện tại Crazy Horse để đến xem đêm diễn gây tranh cãi của thành viên Lisa. Ngoài ra còn có thông tin Jennie và Jisoo rời YG để lập công ty riêng. Chúng mình là Top Sao Hàn, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất và hot nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.